Huynh luôn nói, Hạo Phượng thật lòng với Huynh, không hối hận, không bao giờ xa Huynh, còn gỡ mặt nạ tình nhân chú cho Huynh. Nhưng sự thật thì, tình cảm cô ta dành cho Huynh chỉ là trước khi biết Huynh là yêu ma. Cô ta sinh con xong liền có hiện tượng lạ, bị tiên môn phát hiện. Nếu không phải lão cung chủ kịp tới giết bọn chúng, thì bí mật của Ly Trạch Cung đã không giữ được từ lâu rồi. Còn Hạo Phượng, cô ta vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau, sinh ra nghiệt chủng với yêu quái, thì đã tận mắt chứng kiến tiên môn chết thảm trước mặt mình. Sao cô ta có thể yêu Huynh được? Cô ta chỉ hận Huynh thôi. Hận không thể tự mình giết chết Huynh. Sư ca, Huynh lại ép cô ta yêu mình như trước đây, thì đến cả việc tự vẫn, cô ta cũng không làm được. Ngày nào cũng bị Huynh giày vò. Ngươi cứ bịa tiếp đi. Bịa tiếp đi. Ta đã sớm biết ngươi có âm mưu. Ngươi nghĩ ta sẽ tin sao? Ta vốn không hề tin, vì ta chỉ tin chính mình. Huynh ép Hạo Phượng gỡ mặt nạ tình nhân chú của mình xuống. Trong lòng cô ta chỉ có oán hận Huynh thôi, làm gì có tình yêu chứ. Hạo Phượng, nàng sao thế? Hạo Phượng, ngươi đừng qua đây. Hạo Phượng, ngươi đừng qua đây. Đừng có qua đây. Hạo Phượng, dù nàng đối xử với ta ra sao, ta đều sẽ không làm hại nàng. Nàng sao vậy? Huynh bị tình nhân chú phản lại, cuối cùng cô ấy cũng có cơ hội trốn ra. Đến cơ thể yêu quái của mình, Huynh cũng không khống chế nổi. Bị trưởng môn phu nhân Hà Đan Bình của phái Thiếu Dương nhìn thấy, chuyện này Huynh còn nhớ chứ? Sư ca ơi, sư ca, Huynh không màng đến an nguy của mọi người trong Ly Trạch Cung, vội vã đánh Hà Đan Bình vài trưởng rồi đuổi theo Hạo Phượng. Nếu không phải ta đuổi theo sau, đích thân giải quyết Hà Đan Bình thay Huynh, thì phái Thiếu Dương sớm biết bí mật của Ly Trạch Cung rồi, sau đó gọi các tiên môn phái tới giết chúng ta. Hóa ra chính ngươi đã giết mẫu thân của Toàn Cơ. Đúng thế, chính là ta làm đấy. Thì sao nào? Còn không phải vì thu dọn tàn cuộc của sư ca ta. Lão cung chủ đúng là thiên vị, phạm lỗi lớn như vậy mà vẫn yêu thương hắn được. Chính vì hắn là người kế thừa huyết mạch 12 lông vũ. Lão cung chủ dùng hết tu vi để hạ chú, để Huynh tưởng những gì mình nghĩ là thật, không muốn để Huynh bị tình nhân chú phản lại. Trước khi chết, ông ta vất vả tìm vong tình đan cho Huynh uống, là không muốn Huynh biết được chân tướng. Và tuyệt hậu, không, không phải. Ngươi nói vớ vẩn. Ngươi là tên tiểu nhân gian xảo. Rõ ràng chính Hạo Phượng gỡ mặt nạ tình nhân chú của ta xuống. Nàng ấy đã thề cho dù là người hay yêu quái, nàng ấy cũng theo ta đến cuối đời. Đây mới là chân tướng. Người đừng ăn nói hoang đường. Cha, cha sao thế? Sư ca, người hại chết Hạo Phượng không phải ai khác, mà chính là Huynh. Không, không phải như vậy, không phải như vậy. Ta không nói dối. Chuyện này La trưởng lão cũng biết. Huynh có thể đi hỏi ông ấy. Người câm miệng lại cho ta. La trưởng lão, ngài hãy nói cho ta biết. Những điều hắn nói là dối trá đi. Cung chủ, là thật hay giả
thì cũng là chuyện trong quá khứ. Ngài cần gì phải hỏi chứ? Nếu La trưởng lão không muốn nói thì thôi. Vậy ta sẽ lấy ra bảo bối mà ta đã cất giữ 20 mấy năm nay cho sư ca của ta xem nhé. Đây là huyết thư mà Hạo Phượng đích thân viết cho phụ thân cô ấy. Ta đọc cho sư ca nghe. Con gái bị yêu ma giam cầm ở đây, ngày ngày khóc ra máu, chỉ muốn chết đi để bảo toàn danh tiết. Hôm nay con gái chết là vì muốn giải thoát. Con gái nhất thời đi theo tình yêu bị yêu ma lừa dối, rước lấy nhục nhã. Nhục nhã hơn là hại đến thanh danh của Điểm Tinh Cốc. Nay hối hận đã muộn, con chỉ có thể lấy cái chết để thề rằng đời đời kiếp kiếp, mãi mãi tách biệt với yêu ma. Hạo Phượng tuyệt bút. Không thể nào. Sư đệ, ngươi mau nói sư ca biết. Điều này không phải thật, đúng không? Là ngươi cố tình chọc tức ta. Ta ở Ly Trạch Cung bao nhiêu năm trước giờ chưa nghe nói tới. Bùa phép thay đổi trí nhớ. Vậy sư ca nói cho ta biết đây là gì đi. Có lẽ thật sự không gì có thể thay đổi bùa chú thời gian. Chẳng qua là huynh đang tự lừa mình mà thôi. Công chủ! Cha! Ngươi đừng nói nữa. Tình nhân chú đang phản lại. Mau uống vong tình đan đi. Sư ca! Huynh sao thế này? Nếu huynh thực sự yêu Hạo Phượng thì tình nhân chú này đã được giải từ lâu rồi. Sao có thể phản lại chứ? Ngươi câm miệng đi! Vũ Tư Phượng! Ngươi thả bắt ta im miệng cũng không muốn biết sư phụ ngươi... Cha ngươi và mẹ ngươi rốt cuộc là tình duyên hay là nghiệp chướng à? Cha, mẹ con đã uống thạch tủy, bà ấy sẽ tỉnh lại nhanh thôi. Bà ấy sẽ nói con biết chuyện của cha và mẹ là thế nào. Cha và mẹ yêu nhau ra sao? Hắn nói dối. Sư ca, ta không hề nói dối. Nhắc tới thạch tủy, ta lại nhớ đến một chuyện. Năm đó Điểm Tinh Cốc cực khổ tìm kiếm tận 2 năm mới có được thạch tủy ngàn năm là để cứu Hạo Phượng. Nhưng lại có kẻ nửa đêm xông vào Điểm Tinh Cốc trộm thi thể của Hạo Phượng đi. Điểm Tinh Cốc cất công đi tìm, nhưng thời gian quá hạn, lão cốc chủ đau khổ đến nỗi chết đi, không còn gì nữa. Sư ca, chuyện này chắc huynh không biết nhỉ? Ngươi có ý gì hả? Thời gian quá hạn là sao? Người tu hành, những gì còn sót lại sau khi chết đi trong vòng 3 năm, dùng thạch tủy ngàn năm thì có thể cứu vãn được. Nhưng sau 3 năm, nguyên hồn sẽ tiêu tán, tức là cũng không còn cái gì nữa. Trên đời này làm gì có thứ thuốc nào có thể khiến người chết hồi sinh chứ?
Chẳng phải huynh nói cô ấy đã uống thạch tủy ngàn năm sao? Vậy chúng ta hãy xem Hạo Phượng của huynh đang sống hay đã chết nhé. Mở quan tài. Cha, Phượng Hoàng bay lên. Phượng Hoàng bay lên. Cha. 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 Mẹ con, trước khi biết ta lại yêu quái, nàng ấy đã từng yêu ta. Hai người bọn ta thật sự đã từng yêu nhau thật lòng. Cha con hai người đều là những kẻ si tình, ta thấy không đáng thay hai người. Cả đời này của cha đã dốc hết tâm sức, nhưng cuối cùng lại đi vào một con đường hết sức nực cười. Cha có lỗi với con, càng có lỗi với mẹ con. Nhanh lên, mau uống vong tình đan này vào. Chỉ có như thế mới có thể tránh được tơ tình, không đến nỗi giống như cha hại người, hại chính mình. Con không uống, người mau uống đi, như thế mới giữ được mạng. Cha. Tư Phượng, hứa với cha nhất định phải tiếp quản Ly Trạch Cung, chăm sóc tộc Kim Xích Điểu cho thật tốt. Con hứa với cha. Cha mau uống thuốc đi.
Đệ tử Ly Trạch Cung quỳ xuống tiễn cung chủ Đăng Tiên. Cha! Cha! Các ngươi muốn làm gì? Tại sao lại không quỳ? Tất cả đệ tử Ly Trạch Cung đều quỳ xuống tiễn cung chủ. Còn không mong quỳ xuống. Vị cung chủ này trước kia làm chuyện hồ đồ. Những chuyện sau lưng lại càng không rõ. Bọn ta không chịu quỳ cũng là lẽ đương nhiên. Trừ phi chủ nhân mới Ly Trạch Cung thuyết phục được mọi người, bọn ta mới nhận ông ta là lão cung chủ. Phó cung chủ tài trí, mưu lược hơn người. Đức hạnh lại tốt. Ta nhận ngài ấy làm chủ nhân mới của Ly Trạch Cung. Ta cũng nhận phó cung chủ là chủ nhân mới của Ly Trạch Cung. Phó cung chủ, trong tay Tư Phượng có lệnh bài Kim Vũ, chứng tỏ đã là chủ nhân mới của Ly Trạch Cung. Ngươi muốn tạo phản sao? Cái gì mà tạo phản chứ? Giờ đang trong lúc nguy cấp, ta chỉ muốn Ly Trạch Cung được lưu truyền vạn năm, sao có thể nói là tạo phản? Thi hải cung chủ còn chưa lạnh, các người đã đợi không được rồi. Vũ Tư Phượng, mau đưa lệnh bài Kim Vũ trên tay ngươi cho ta. Nó nằm trên tay ngươi là chuyện xấu, không có gì tốt lành cả. Ta sẽ san sẻ phiền muộn thay ngươi thế nào? Trong Ly Trạch Cung có bao nhiêu người đã gia nhập Thiên Khư Đường? Yêu ma trên thiên hạ này vốn là một nhà, còn chia Thiên Khư Đường với Ly Trạch Cung gì chứ? Bạch trưởng lão, điều thứ 25 trong cung quy của Ly Trạch Cung là gì? Vào Ly Trạch Cung, cả đời không được gia nhập môn phái khác. Nếu không chính là kẻ phản bội, ai cũng có thể bị trừng phạt. Lệnh bài Kim Vũ ở đây. Những đệ tử Ly Trạch Cung đã gia nhập Thiên Khư Đường trước ngày hôm nay, ta sẽ tha cho các người vô tội. Sau ngày hôm nay, nếu có kẻ làm trái, giết không tha. Bây giờ, những đệ tử muốn rút khỏi Thiên Khư Đường có thể đứng ra đây. Gì đây? Chuyện này là sao? Từ nhỏ, ta lớn lên trong Ly Trạch Cung. Chúng ta cũng coi như là ruột thịt. Theo lý, không được giao mạng của mình cho phe tà ác. Thiên Khư Đường. Các người mau quay lại đây. Phó cung chủ, người chia bè kéo cánh rồi tạo phản sau lưng, theo cung quy là tội không thể tha. Ta hứa sẽ bảo vệ tộc Kim Xích Điểu thật tốt. Ngày nào chưa bắt được ngươi, ngày đó ta sẽ không để yên. Được thôi, nếu ngươi đã hứa bảo vệ người trong tộc, chắc là ngươi không muốn nhìn thấy người trong tộc của ngươi chết vì ngươi đâu nhỉ? Ngươi cưỡng ép người trong tộc mình, ngươi đúng là mất trí thật rồi. Mau đưa lệnh bài Kim Vũ cho ta. Tôn ta làm chủ nhân mới của cung, ta sẽ tha cho họ. Nếu không, cái chết của Bạch trưởng lão chỉ là mới bắt đầu.
Vũ Tư Phượng, nếu ngươi còn ra tay, ta đảm bảo những đệ tử này sẽ rơi đầu ngay. Hà tất phải khiến hai bên chịu thiệt chứ? Ta chỉ thay ngươi tiếp quản Ly Trạch Cung vài ngày, nguy hiểm qua đi, ta đảm bảo sẽ dùng hai tay trả lại lệnh bài Kim Vũ cho ngươi. Ngươi thấy sao? Hay là lệnh bài Kim Vũ quan trọng hơn cả mạng người? Tốt lắm. Kể từ hôm nay, Ly Trạch Cung phong ta làm chủ nhân, nghe theo hiệu lệnh của ta. Hiệu lệnh thứ nhất, tất cả đệ tử trong cung đều gia nhập Thiên Khư Đường. Kẻ nào làm trái, giết không tha. Lòng tai yêu huynh, huynh lại không biết. Tư Phượng, cuối cùng ta cũng đã hiểu tâm ý của huynh rồi. Tư huynh, chủ nữ hiệp uống quá nhiều, giờ đã say mềm, còn ôm lấy vỏ rượu nhất định không buông, không thể nào khuyên nổi. Tư huynh mau đến xem đi. Nhưng ta hiểu ra có phải là hơi muộn rồi không? Nhất định là huynh đã từng sợ hãi, lo lắng, từng dao động, có đúng không? Họ nói huynh là yêu ma, ta là chiến thần, vậy nên nhất định bắt ta giết huynh. Giết huynh? Sao ta có thể giết huynh? Sao ta có thể giết huynh đây? Như vậy, ta thà rằng chưa từng làm chiến thần. Tư Phượng, ta biết ta hiểu được tâm tư của huynh thì đã muộn. Nhưng dù thế nào, huynh cũng không nên lừa ta. Huynh thật sự không nên lừa ta. Rốt cuộc sao huynh lại lừa ta? Tại sao?
toàn cơ. Cây châm này là chính vật đính ước mà cha ta tặng mẹ ta, giờ ta tặng lại nó cho muội. Muội muốn cây châm mà lần trước huynh tặng muội có thể tặng lại cho muội không? Muội đừng hối hận đấy, đã cầm châm của ta, sau này sẽ là người của ta. Tử Hồ. Tử Hồ, mũi của cô nhạy thật. Vết thương của cô khỏi chưa? Cô đến đây nguy hiểm lắm. Cô không cần lo cho ta. Ta đã gặp Đình Lô và Liễu Ý Hoan. Đình Lô đã trị thương cho ta. Ta chỉ không yên tâm về cô nên mới đến đây thăm cô. Ta đã nghe chuyện của Tiểu Tư Phượng. Hắn là Kim Xích Điểu 12 Lông Vũ. Hai người còn giao đấu. Ta cũng không ngờ hắn lại vậy. Nhưng cô rất để ý đến việc hắn là yêu ma sao? Ta không nên để ý sao? Vậy cô xem, cô chữa khỏi vết thương cho ta, cô còn làm bạn với ta và người cá như Đình Nô. Tiểu Tư Phượng cũng không phải yêu quái hại người. Chuyện ở Thiên Khư Đường và Ly Trạch Cung, ta nghĩ trước đó hắn cũng không biết. Vậy cô không thể... Điều này không giống nhau. Huynh ấy không nên lừa ta. Huynh ấy là người ta tin nhất. Nhưng đến thân phận của mình huynh ấy cũng giấu ta. Vậy những chuyện huynh ấy làm, những gì huynh ấy nói, rốt cuộc đâu là thật, đâu là giả? Là thật hay là giả? Hay cô bắt hắn đến đây hỏi rõ ràng là xong mà. Nếu hắn sai, cô một đao chém hắn. Còn nếu chỉ là hiểu lầm, hai người cùng nói rõ ràng giải quyết hiểu lầm, xem thử có cách nào có thể giải quyết được. Hai người ở bên nhau sợ nhất là hiểu lầm nhau. Nếu bỏ lỡ có lẽ sẽ là cả một đời người, sẽ rất hối hận đấy. Được rồi, ta đã thấy rõ. Tiểu Toàn Cơ cũng đã có quyết định trong lòng. Nếu cô đã quyết định, giờ ta sẽ đi tìm Tư Phượng nói với hắn. Cả đời này Toàn Cơ không định gặp lại hắn nữa, để hắn hết hy vọng. Hai người từ nay mỗi người một hướng. Không, không, không. Không phải ta không muốn gặp huynh ấy. Chỉ là vẫn chưa nghĩ kỹ làm cách nào để đối mặt. Linh Lung, cô đã là nữ nhân của ta, sao còn dám nói giúp một tên phản đồ? Ai là nữ nhân của ngươi, đồ vô liêm sỉ? Cô quên trước đây chúng ta đã thân thiết thế nào à? Không có cô nằm bên, ta thấy ngủ không ngon. Vị đại tiểu thư của Thiếu Dương này cũng có quan hệ mờ ám với tên ô đồng kia. Khi bị Thiên Cư Đường hại, thảo nào vẫn có thể cứu. Đây đâu phải được cứu, là tự cứu. Linh Lung, là ta. Sao huynh biết muội ở đây? Hồi trước khi ở Thiếu Dương, khi muội buồn sẽ trốn ở bờ sông dưới núi. Những chuyện này ta biết hết. Cứ để muội ngồi ở đây đi, được không? Từ sau khi muội tỉnh dậy, không lúc nào vui vẻ. Có chuyện gì xảy ra sao? Nói cho ta nghe, được không? Được. Ta sẽ ở đây. Đợi đến khi muội muốn nói, lúc nào ta cũng sẽ ở đây. Tử Hồ, cô nói xem, sao lại cứ phải là Ly Trạch Cung? Cứ phải là Kim Xích Điểu.
huynh ấy còn muốn bảo vệ tên yêu quái đó. Tên yêu quái đó còn hại chết mẹ của ta. Ta phải làm sao đây? Ta phải làm sao đây? Toàn Cơ, cô nghĩ Tiểu Tư Phượng phải làm thế nào? Chẳng qua lúc đó hắn còn nhỏ. Mọi chuyện mà sư phụ hắn làm, hắn cũng không còn lựa chọn khác. Đối với hắn, chỉ có ơn dưỡng dục. Hơn nữa, ta cũng nghe Liệu Ý Hoan nói rồi, sư phụ của hắn còn là cha hắn. Hắn cũng mới biết mối quan hệ phức tạp này. Cô nói xem, Tư Phượng phải làm sao? Hắn cũng khó vẹn cả đôi đường, sao có thể chứ? Toàn Cơ, ta biết tâm trạng mấy ngày nay của cô rất đau khổ. Nỗi đau mà những chuyện đó gây ra, ta nghĩ Tư Phượng cũng chịu đau đớn không kém cô. Lão nương đây đã sống cả ngàn năm, có những chuyện ta nghĩ rất thông suốt. Đời này có vẻ rất dài. Thật ra, chỉ có thể theo đuổi một ý niệm để sống. Với cô, phải xem cô muốn theo đuổi con đường tiên môn hay nghe theo trái tim mình. Nhưng chỉ mình ta có ý thì làm gì được, đúng. Nên cũng phải xem thử ý của Tư Phượng. Giờ ta sẽ đi tìm Liễu Ý Hoan, bảo hắn đi tìm Tiểu Tư Phượng. Hai người nhất định phải gặp nhau, nói rõ ràng mọi chuyện. Nhưng ngày mai ta phải về Thiếu Dương rồi. Cô yên tâm đi, ta sẽ có cách để tìm thấy cô. Đợi tin tốt từ ta đi. Đều là lỗi của muội. Muội nói gì? Muội nói muội bị Ô Đồng bắt được là lỗi của muội, đúng không? Sao lại là lỗi của muội được? Nhưng họ đều thấy muội như vậy. Muội cũng không muốn bị Ô Đồng bắt được. Nhưng sau khi Ô Đồng nói những lời đó, họ đều xem muội như vậy. Linh Lung, cần gì để ý cái nhìn của họ, cứ coi như không nghe thấy gì là được. Nhưng rõ ràng đã nghe thấy, sao lại làm như không nghe thấy? Rõ ràng chuyện đã xảy ra, sao phải giả ngốc làm như chưa từng xảy ra chuyện gì? Huỳnh cũng sẽ như họ, cười chê muội sao? Lúc nhỏ, ngày nào trong thôn cũng có trẻ con vây quanh ta, chê cười ta là đồ nghiệt chủng, không cha không mẹ. Ta chỉ có thể làm như không nghe thấy. Vì nếu ta để ý đến, chúng sẽ càng mắng ta thậm tệ hơn. Chúng ta không thể ngăn cản miệng lưỡi của họ, nhưng có thể lựa chọn không nghe. Linh Lung, muội không làm gì sai, không cần hổ thẹn với lòng mình. Muội yên tâm, ta sẽ luôn ở bên cạnh muội. Mọi chuyện sẽ qua thôi, được không? Theo ta về ngay, theo ta về ngay.
Cô mãi mãi thuộc về ta, chạy không thoát đâu. Đừng, đừng. Đó là vào nhiều năm trước, Ly Trạch Cung có một đệ tử từng yêu con gái của lão cốc chủ Điểm Tinh Cốc. Họ vốn có thể hạnh phúc bên nhau. Họ còn có một đứa con. Những đệ tử tiên môn đó cướp đi con gái của cốc chủ. Cuối cùng, cô ấy đã tự vẫn. Hạo Phượng, bà ấy chính là mẹ con. Hạo Phượng cũng chính là thê tử của ta. Bà ấy là mẹ của con. Ta là sư phụ của con, nhưng ta cũng là cha của con. Bà ấy luôn ở đây, nhưng sao trước giờ người chưa từng nói cho con? Ta chỉ đang đợi đến khi mẹ con tỉnh lại, rồi sẽ nói tất cả với con. Bà ấy là người phụ nữ tốt nhất thế gian. Ly Trạch Cung không cho phép lấy vợ sinh con. Lão Cung Chủ dùng mẹ con để ép ta. Ép ta phải thề độc. Nếu con chưa trưởng thành, sẽ không thể nhận con. Thế gian này, làm gì có người cha nào không nhận con mình? Con có thể gọi ta một tiếng cha không? Thế gian này, không ai có thể chia rẽ ta và Hạo Phượng. Những người ép nàng ấy, hại chết nàng ấy, lẽ nào không nên chết sao? Là yêu ma thì sao? Là yêu ma thì không được sao? Không phải cô luôn nói muốn yêu nó cả đời sao? Rõ ràng cô ta đang lừa con. Nếu đôi bên đã có tình cảm, sao có thể vì chấp niệm mà sinh hiểm khích? Tư Phượng, huynh vẫn luôn biết, đúng không? Huynh luôn giấu ta, đúng không? Ta không giấu muội. Huynh luôn lừa dối ta, Tư Phượng. Dù thật lòng yêu đến đâu, một khi bị phát hiện thân phận, cuối cùng sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu. Tấm lòng của con với cô ta, cuối cùng tổn thương nhất cũng chỉ là con thôi. Cung chủ, chủ nhân luôn không chịu nghe theo lời của Tiểu Ngân Hoa. Tiểu Ngân Hoa chỉ đành đến cầu xin ngài. Mong ngài trên trời có linh thiêng thì hãy bảo vệ chủ nhân có thể nhìn rõ những gì mà đời trước ngài trải qua, uống tuyệt tình đan quên đi chữ toàn cơ. Mong ngài hãy bảo vệ để tộc yêu vùng dậy có thể sớm ngày thu phục đám người đó. Điểm Tinh Cốc cùng Ngọc Đảo núi Thiếu Dương đều phải thu phục, không được giữ lại ai. Tiểu Ngân Hoa, ngươi ở đây nói năng nói quậy cái gì vậy? Ra ngoài đi. Ra ngoài thì ra ngoài. Cung chủ.
Người đã cầm lệnh bài Kim Vũ, còn đến đây làm gì? Không cần chống đối như vậy. Ta và ngươi đều cùng tộc. Kim Xích Điểu thăng tiến nhanh cũng là nguyện vọng của ta. Thật ra, chúng ta có thể hợp tác. Kẻ có thể giết cả người cùng tộc như ngươi mà cũng đòi hợp tác với ta. Ta chỉ giết những người vô dụng. Nhưng ngươi thì khác. Huyết mạch 12 lông vũ của ngươi một khi mở được xiềng xích, sức mạnh yêu lực lập tức có thể biến thành đại yêu. Muốn mượn sức mạnh của ta, ngươi cũng phải có thành ý chứ. Chi bằng nói ta biết rốt cuộc ngươi muốn làm gì. Những gì ta muốn làm dĩ nhiên là chuyện tốt. Khai thiên lập địa cho yêu tộc chúng ta. Ngươi phải biết, nghìn năm trước Kim Xích Điểu có thân phận như thế nào. Chúng ta là quân cận vệ của Tu La Vương Ma Vực. Nghìn năm trước đã đi theo Ma Sát Tinh, là đội tiên phong giết được thiên hà. Lúc đó Kim Xích Điểu vô cùng uy phong, đâu giống như bây giờ rụt đầu trong nhân gian, cuối cùng cũng phải chịu cảnh bị phong ấn yêu lực. Chúng ta phải khôi phục Ma Sát Tinh làm chủ tam giới. Đến lúc đó chúng ta có thể xưng bá tam giới, mọi người sẽ phải quỳ rạp trước chúng ta. Ma Sát Tinh sớm đã chết. Người đang mơ giữa ban ngày ư? Ngươi và Phái Thiếu Dương thân thiết vậy, chẳng lẽ không biết? Linh hồn của Ma Sát Tinh bị phong ấn trong lưu ly tràn ở cấm địa Thiếu Dương. Chỉ cần cứu được ra ngoài, dùng quân Thiên Sách Hải trong tay hắn mở lưu ly tràn, sẽ có thể phục hồi Ma Sát Tinh. Nỗi nhục mà chúng ta phải chịu cả ngàn năm sẽ được tính rõ ràng. Nếu đã vậy, ta còn một chuyện nghĩ không ra. Những thứ này liên quan gì đến Toàn Cơ? Sao lúc nào ngươi cũng chống lại cô ấy? Hôm nay ta đã thẳng thắn quá nhiều. Chi bằng ngươi cũng thể hiện thành ý của mình ra. Ta sẽ nói cho ngươi biết tại sao. Rốt cuộc ngươi muốn ta làm gì?